Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị, đêm nay và ngày mai dự báo toàn tỉnh Lai Châu mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, đêm và sáng trời rét, vùng núi cao rét đậm, gió nhẹ, nhiệt độ phổ biến từ 13 đến 28 độ, vùng núi cao từ 11 đến 21 độ và độ ẩm là từ 65 đến 95%. Dự báo chi tiết các nơi trong tỉnh. Khu vực thành phố Lai Châu nhiệt độ dao động từ 14 đến 24 độ, độ ẩm từ 65 đến 95%. Huyện Mường Tè nhiệt độ từ 17 đến 28 độ và độ ẩm là từ 65 đến 95%. Huyện Sinh Hồ dự báo nhiệt độ dao động từ 11 đến 21 độ và độ ẩm cũng từ 65 đến 95%. Còn ở huyện Than Uyên, nhiệt độ ở đây dự báo dao động từ 14 đến 26 độ và độ ẩm là từ 65 đến 95%. Ở huyện Nậm Nhùn, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ, độ ẩm cũng từ 65 đến 95%. Còn tại huyện Tam Đường, dự báo nhiệt độ từ 14 đến 26 độ, độ ẩm từ 65 đến 95%. Tiếp theo là huyện Tân Uyên, ở đây nhiệt độ dự báo dao động từ 14 đến 26 độ và độ ẩm là từ 65 đến 95%. Cuối cùng là huyện Phong Thổ, dự báo nhiệt độ từ 17 đến 28 độ và độ ẩm là từ 65 đến 95%. Thưa quý vị, nhiệt độ thay đổi đột ngột, thời tiết chuyển mùa nhanh chóng là thời điểm cơ thể dễ nhiễm bệnh, đặc biệt là trẻ nhỏ và người cao tuổi. Nhất là vào đêm và sáng sớm, nhiệt độ chênh lệch, thay đổi thất thường, dễ khiến cơ thể bị nhiễm bệnh. Phòng bệnh vẫn hơn là chữa bệnh. Muốn giữ gìn và bảo vệ sức khỏe của bản thân thì chúng ta cần nắm rõ những nguyên tắc phòng bệnh khi thời tiết chuyển lạnh và những biện pháp phòng bệnh như là giữ ấm cơ thể, luôn giữ ấm bàn tay, bàn chân, luôn uống đồ uống ấm và nóng, tuyệt đối không bỏ bữa sáng và tăng cường bổ sung chất dinh dưỡng, không tắm quá lâu và tắm bằng nước nóng. Trên đây là bản tin dự báo thời tiết toàn tỉnh Lai Châu đêm nay và ngày mai. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.